Mến chào các bạn, bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ bảy rồi. Ngày hôm qua thứ sáu thì mình được nghỉ ở nhà đó, thì mình đã đi lên trên cái đồi đó đó. Mình bữa sáng hôm qua đó là mình cắt hết mấy cái bụi đó xuống rồi, nhưng mà nó chưa có héo. Chỉ có cái bụi trắng này mình còn để đó, là tại vì nó ra cái bông vàng vàng, nó cũng đẹp đẹp, thì mình để cho nó hết cái mùa này rồi mình cắt. Chứ là bụi này là mình chưa cắt nè, đó cái gần gần đây thì mình chưa cắt. Cắt rồi mình sẽ cào, phải đem cái cào cỏ mình cào nó xuống dưới này, rồi anh sẽ làm những cái bồng bông từng từng lên á. Thì những cái đống cây đó đó là nó nằm ở dưới đất, rồi mình mới xúc xúc đất ở dưới này lên, mình bỏ lên lên lần lần lên trên, tại vì đất ở dưới này là trên kia nó tuột xuống đó. Đó thì cái hành trình của mình hôm nay á, đây là cái dĩa đồ ăn đó, là mình sẽ ăn, mình đương chuyển dần mình tưới cây ăn trái đó. Tuần mình tưới một lần là ngày thứ bảy chủ nhật thôi, thì là mình sẽ dời nó đi từ từ nha mấy bạn. Mình để cái chai nước ở đây đi, rồi mình quất một cái muỗng đồ ăn, nó có thịt gà nha. Cái này là mình gà làm mà tối hôm qua nè, mà ảnh không ăn cho nên mình ăn luôn cái phần của ảnh luôn. Bởi vậy đó, tại sao mình để cho ảnh nấu ăn là vậy đó, là vì ảnh đổ ảnh nấu ăn rồi mà mình không ăn đó là ảnh giận, cho nên là mình phải ăn. Vậy ăn phải ăn cho hết nữa. Rồi ảnh thích lắm, ảnh thích nấu ăn cho mình ăn lắm. Chiều hôm qua mình có cắt một mới cái cây Hellenius này nè. Đó mình cắt luôn, mình để dọc dọc luôn đó cho nó mát đó, rồi buổi chiều nay là mình sẽ làm, mình sẽ trồng cho nó đây, tại vì bụi này nó to quá, nó ăn hết cái đào này của mình đó bạn. Hôm qua thì mình xem nó thấy con sắp nó hái, nó cũng còn sót còn cái đào, nhưng mà nó số cuộn nó cũng ăn cái chưa đất đất mình mới thấy cái lá nhiều, mình đâu có thấy nó. Thì mình cứ đi tưới mỗi gốc cây này nữa, mình sẽ đi mình thả cho nó 5-10 phút vậy đó. Đó rồi có mỗi ngày đi nghe dưa dưa sơ sơ cho nó chút xíu thôi. Đó. Rồi đây thì mình nhớ là chỗ này là cây quýt đó, là mình chưa có lâu rồi mình chưa tưới nó. Cái cây này mình làm thì là theo thứ tự, anh nói để anh làm nhưng mình không thấy đó, mình bỏ vô trong đó. Mình cho nó tưới sâu dưới gốc, có chứ trên mặt thì thấy khô, nhưng mà phía dưới nước này là mình có tưới rồi. Ở ngoài trời cũng có cái bàn ăn cũng ngon quá ha. Đó, đây mình đứng cạnh cái hoa giấy mình thích nè. Cái cây hoa giấy này đó, nó làm ở ngoài đời nó màu hồng mấy bạn, hồng hồng tím tím đó, chứ nó không có trắng, nó hoàn toàn không có trắng, nó có một màu thì thôi, màu hồng nó ra là vậy đó. Mà mình nghĩ cây này là cái kiểu của cái cây hoa giấy Mỹ này, cho nên mình mai mốt mình cũng không có cắt nó nhiều, mình chỉ cắt rỉa là để mình lấy nha nhánh mình ươm thôi. Còn cái gốc nó sần xì xù xì vậy nè, là chị Hải chỉ làm cho mình, mà mình không biết làm, mình chỉ sợ nó chơi nó chết thôi, mình cứ để yên nguyên vậy đó, rồi mình cứ để cứ tán nó vậy thôi, nó ra mấy nhánh nhỏ nhỏ vậy thôi, mình thấy cũng đẹp rồi. Có cái bằng ăn ngoài trời là không tốn tiền mua. Mà ghét cái mùa hè ở đây nó kiến dữ quá mấy bạn ơi, kiến khó chịu luôn á. Mình ăn mà nó không có bò vô cái dĩa của mình, nhưng mà mình cũng ớn nó quá. Cho nó tưới cái cây cây quýt đường của mình á, tưới một chút đi rồi cái mình đổi qua gốc khác. Có một việc chia sẻ cho mấy bạn. Qua đó ổng đi làm, ổng là ảnh làm cái gì đó, ảnh làm ảnh ươm mấy cái cây cái ổi của anh ra. Cái ổi của anh ra ảnh ươm ra đó, để mình quay cho mấy bạn xem. Đây là bên hông của cái gara nhà mình đây. Gara cũng chứa đầy đồ thôi chứ không có chứa xe. Mấy cái này ổi xá lị đó mấy bạn, ảnh ươm ra 500 cây. Đó. Cái này là mấy cây con nhỏ nhỏ đó, ảnh chưa có bứng ra đó nha. Đó mà bạn để mà bạn tin coi, 15 năm nay ha, năm nào anh cũng ương ổi hết trơn. Mình xin giống về rồi, cái giống này là cái giống ổi xá lị của Thái Lan mình đem từ nhà mẹ về đó. Đó cái này là chỉ làm phần cây này, cái còn con nữa ta chưa ra chậu lớn nha. Chút mình đi qua chỗ cái xào chậu lớn cho mày xem. Ở đây là một mớ là me chua và một lớn mớ me ngọt đó. Cái cây to này là me chua nữa bạn, cây này cây me ngọt, mình nghĩ vậy thôi. Đó, những cái thùng này là của em đi ra, con gái chị Hải đem cho tụi mình đó.
dễ thương, cảm ơn đi dài rất là nhiều, dễ thương lắm. Nó nhớ lên lời là uncle Lee của nó nói thích thích cây gì rồi nó nói nó rồi trơn rồi nó làm cái thùng này để cho ảnh là chúng mình đâu biết. Cho mày xem mà tụi mấy con chuột sóc này nó tàn phá mấy chùm nho của mình đây nè, ảnh nó có chín rồi nè, nó xé rách nát luôn cái bọc này luôn, bạn thấy không? Đây rách luôn cái bịch này luôn. Đó. Tụi nó phá ra nước, tụi nó đổ ra hết rồi. Đó, tụi để mình coi cái này. Mấy bữa nay là mình thấy em nuôi cui ngoài này nè. Đây nè, đây là một trong những cái thùng ổi đó, mà ảnh sang ra một cái chậu một ga lông nè, thì nó sẽ tốt hơn. Để bà nói mình nghe, cái bà nói cho bạn nghe, mình tức quá. Cái cây này là hai cái cây ổi, cái bưởi ổi mà chị Hải chỉ chiết ra cho mình á. Lên lá tốt lắm mấy bạn. Anh đem anh để sát vô cái đó mà con gà thì nó tò mò, nó ráng thò, nó ráng nó dương cái đầu ra đó là hai tấc á. Để nó mổ không có còn cái lá, mà không phải nó không, mà là cái con chuột nó bò lên để nó hái nho, nó ăn nó quất sạch hết gần hai cây bưởi này, mình kéo ra, nhờ anh khiêng ra lấy ra đó, hai tuần lễ nay anh không làm mấy bạn. Ngày hôm qua là mình phải vô đó mình mò, mình riêng ra thấy cái cây sa kê của mình nó ăn cái đọt không còn miếng nữa. Coi cái cây ớt của ảnh á, ảnh trinh vô đó đó là mai là ảnh để ngoài nha. Bởi chỉ để cây ớt trong để thí thân cho cây ớt nó cắn là không có. Đó, còn đây là cái cây ớt nó tự nhiên ở ngoài đây nè. Mình nó để đó trong trong cái thùng thiết của ảnh đó là nó bị ăn. Cho nên mình kéo ra đây đó, mình trồng nương ở dưới cái cây hoa này nè, hồng hồng nè. Đó, tại vì đó là nó có gì nó cũng được đi, để nó lên được mấy trái ớt rồi đã không. Đó. Thì mình chỉ cũng không ăn ớt nhiều, thành ra nó có ớt ít cũng không sao. Đó thì mình nói với ảnh nó chỉ cần bao nhiêu đây ổi thôi, ảnh trồng là ảnh ăn luôn cả đời, ảnh ăn không hết á. Vì ổi nó lên nó ra nó sai trái đó mấy bạn. Thường thường mình trồng á, nó lên cao chừng thước là mình ngắt cái ngọn đó cho nó tẻ ra những cái nhánh con nó ra vậy đó. Rồi những nhánh nào xấu xấu mình phải bỏ đi thì cái cây nó mới lớn. Còn mình để cứ kiểu mà để mà không hà tiện nhánh này kia để làm cái gì mình không biết cái nữa, nhưng mà là mỗi người thích một cái cây gì thì tự trồng tự lo. Nói thì ảnh lo, ảnh lấy phân lấy đất này nè, ảnh làm ảnh đó là hết hai ngày nay làm ở đây nè. Còn chỗ khác là của ảnh, cái gì ảnh muốn làm thì ảnh làm đó chứ còn bây giờ đó mình nói không được thì mình chỉ có cách đó, hoặc là mình làm phụ với ảnh. Là mình muốn đó là nó cây bay to vậy, ảnh làm những cái basket, những cái giỏ cho mình á, thì nó bằng chừng cái thùng thiết, cái thùng đó là cái thùng cái thực phẩm mà của Đậu Mộc Minh mà họ thủ đi cho Thế Chiến thứ ba hay là sợ tận thế đó đó, họ chui vô mấy cái hầm họ ở đó, là bạn đồ đó là cả trăm năm, nó là cho lifetime luôn á. Thì bột mì bằng muối này nọ, rồi celery khô, khoai tây khô, bột khoai tây đủ thứ, bột bánh donut gì là mình cũng có đó. Đó là mình đem mình trộn với thức ăn cho gà, mình mua bắp về mình trộn chung với cho nó ăn. Chứ giờ nó nhiều quá là mình đâu có ăn để làm gì phải không? Cái thức ăn đây nó rẻ lắm. Đó thì cái coi sơ sơ cái station ảnh làm nha, tụi mình là bận rộn lắm lần đó. Hoa hồng trắng nhà mình David Austin màu trắng mấy bạn. Trái thanh long này nó cũng hơi to rồi ha. Cũng cái mình mua mấy cái đồ nó tạc để cho mấy con sóc thỏ nó cho nó chạy xa ra chỗ đó. Tính là không có quay vườn bữa nay đó, cái này nó nở ra tới giờ nó cũng chưa khép cánh rồi đó. Cái mình lên đó, mình đi lên trên đây đó thì mình thấy đây nó còn sóc, cái cây thanh long nó cũng nở, nó mới nở, nó nở hơi tối rồi. Tối nay mình vô cũng sớm á, mình không có để ý bả rồi bả nở là hồi nào đó. Nhưng mà chừng đi lên đầu ngõ đó đi trồng hoa đó, trồng cái cây hen lên chích cái mấy cội loại sắc của lần á, để làm hàng rào ở cái đường đi của mình đó mấy bạn, cho đẹp chút. Thì lên đây thấy thanh long nó nở, bụi này được 4 cái hoa nè đó. Mình hoa này hoa thanh long tím, mình cũng không có chấm bông, nhờ hoa trắng mình cũng không phải chấm đó bạn. Ở đây nó lên được 4 cái mà hoa nó nở to đùng luôn á. Mình rất là thích. Lúc trước em với Phương mình cũng trồng cho em xem ở cái đường đi xuống suối rồi, nhưng mà nó phá quá, bọn nó gió sập quá, mà vì trồng ở đó đất nó không có nhiều, trên đây thì đất nhiều nè.
Thành ra là mình ráng mình lo mình làm. Chỉ bao 25 trụ phía trước nhà thôi đó là ăn cũng mệt xỉu rồi. Cho nên mình nói với ảnh là không sửa thì không làm. Không sửa thì không làm, bởi vì mình rất là thích làm mà làm mà không có thành quả thì mắc cỡ thấy màu luôn á. Nhưng mà năm nay đó là mình chỉ cho Hải cách trồng đó, thành ra chỉ trồng được rồi chứ cũng có ăn rồi. Chứ chỉ cũng bây giờ là chỉ mãng cầu thôi. Mình thì mình không có ăn mãng cầu. Mình có chỉ nói với mình là du á. Nhà du á, cây quý mà du không chăm, mình lo chăm mấy cái cây không quý, đầu quỷ thì đâu có, tức là cái cây xương rồng Bắc Tiên á. Chị ơi, tại em trị thỏ đó chứ không phải là em ăn gì cây xương rồng Bắc Tiên đâu ạ. Đâu cây này nó nở hôm qua nay nó quá chừng nó nở gần hết bông rồi. Còn cái bữa nay còn 2, 4, 5, 6 cái. 6 cái cây này. Mà cái hướng nắng này có bông, có hoa nha mấy bạn. Hướng bên kia không có đó. Đó, thành ra đó. Chứ chừng bên kia nó có, tức là khi mà nó nắng trễ trễ một chút á, mùa hè trễ trễ một chút thì nó mới có hoa. Giờ mình bẻ cái ngọn đây nè. Đó, mình bẻ chút xíu vậy thôi thì cho nó đùng lại. Cái là em giống như mình cũng cắt đó là em đừng có lên dài nữa, em cứ ra hoa đi cho tôi vui. Mà em không ra đó là tôi điển em nữa. Cái tật của mình vậy đó. Đấy là không phải mình dò nó là mình cắt thiệt á chứ không phải đâu. Đó mình cắt mà bỏ bao nhiêu đây nè. Đó, nhưng mà mình bỏ cái đất này nó không ăn với bạn, mấy con thỏ sắp cũng khung á. Dưới này nó sợ vi trùng, nó sợ E. coli nó không ăn. Nó lên nó leo lên cây của mình nó ăn thôi, nhưng mà mình làm lưới đó đó rồi nó lên cây nó râm gai nó thì nó biết nó chuột đi. Thì hôm qua mình có thấy một em thỏ bị thương á, mình thì mình chắc em chui vô chỗ cái bẫy nào là em bị trúng á, bạn thấy không? Đó cái kệ này đó mình mở cửa rộng ra để mình trim mấy cái gốc đó đó. Đó mình bỏ ra mình từ cái này đó là mình cũng phải bỏ nó mấy bạn, nhưng mình chờ lớn mình lấy nguyên cái nhánh nó luôn đó. Cái này trời ơi bà này đó, hai bà vô đây bà ị này nè, cái vô ị đó là cái cây của mình đó là nó có cái con nó có cái con sùng đất các bạn, cái con nó con beetle đó, con Japanese beetle đó, dữ nó nguy hiểm lắm. Nó vô nó đẻ trứng sâu rồi nó ăn cái cây trái thanh long mình, nó đèo lại nó có sâu trong đó đó, nó đắng ngát à. Đó. À. Đây. Một trụ nữa mình bắt luôn. Đó, cái con đó là con sùng đất á, con đen con nữa. Đó là đi vô là phải có cặp đàng hoàng. Mình biết ngay mà. À. Mình xử luôn. Tại vì á để nó là nó phá nó tàn phá cây mình dữ lắm. Mình không có lắc gì nhưng mà nó cũng đậu trái như bình thường. Đó, quá chừng không bằng thấy không? Đó, ở đây rồi đó, nó nở 5-6 nụ, nở 5 nụ chơi thôi. Chượng lại là ngày mai để nó có chút hoa đồ này kia. Đó, cái bụi bên đó là nó nhiều hoa nhất. Xin ghi lại hình ảnh của em, nhưng mà không biết em đó nó màu trắng, mà em này cũng màu trắng nè. Sau lưng mình em này cái nhánh nhỏ hơn là nó màu tím. Màu tím thì tôi ăn, màu trắng thì tôi xay sinh tố tôi uống đó, mình không có bỏ gì hết nè. Hồi trước thì mình không ăn là mình nhường cho người này người kia, chứ không phải là mình không biết ăn thanh long đâu. Mình cũng ăn chứ, mà trái ngọt mình mới ăn, ngọt không ngọt không ăn à. Trái bởi vì mình trồng trái tím không là vậy đó. Nhưng mà rồi khi mà nó cái dàn đi xuống suối nó bị sụm mà chè rồi đó là phải sửa, chứ không sửa là mình không trồng đâu. Mình trồng không có ăn được thì thôi tôi không trồng, tôi trồng tôi bông ngắm bông thôi. Đó, bây giờ cái cây ở ngoài kia là cái cây bạch trinh của mình á, cái cây đó là cây bạch trinh á, cây hoa giấy bạch trinh màu trắng á, nó cũng nở ra tiếp tục á, thì mình cứ để nó rồi mình xem chơi. Rồi em này thì mình cũng ngắt cái ngọn nó để cho nó đụng ngọn lại cho nó mấy cái trái trong nó ra. Cái nhánh non non đó là mình cũng sẽ lấy có cái kéo mình cắt, mình bây giờ mình không có đem cái kéo theo. Không biết ảnh mượn hay là sao mình không thấy cái chỗ mình để hồi chiều hôm qua đó. Mình về mình coi cái clip của mình nha, chút mình coi cái clip mình lại mình để cái thùng nó đâu.
mình có quay hết trơn à. Bây giờ mình già rồi, mình lẫn rồi, mình sợ. Cho nên nó là thôi tôi chuẩn bị cái thằng AI đó, cái thằng robot đó, nó YouTube á, rồi nó coi giùm tôi coi tôi để chỗ nào đó. Trên trời cao đó nó có nguyên cái lớp lên marine layer của mình cũng nói lái đó, là do vậy đó, là ngày hôm qua đó là cái phi thuyền phóng mình không thấy đó, là cái hoa hồng của mình nè. Hồng này giờ nó hết phân rồi, nó chưa đi mua phân thêm nữa, và mình phải mua phân hoa hồng thì hồng nhung mình nó mới ra trúng màu, còn không thôi thì nó ra màu tầm bậy tầm bạ à. Đó, cái màu này á, mình nghĩ cái cây này là cái cây của tên chị Hải mình chiết ra nè. Mình cắt ngắn và mình ghim nó lên đó. Bây giờ mình có nhiều cái mình không biết nó nằm chỗ nào mình coi rồi mình coi lại mình biết đó. Nó năm cái đó cũng ở năm cái, nó nở bốn cái, nó chừa lên cái. Trời ơi, em này cũng có hậu dữ ha, cũng chừa lên cái. Ơi đây, thôi mình xuống mình đổi chỗ đây cây của mình. Mà trời, đi cà thoát rồi, hôm qua mình leo lên đồi đó, là mình dọn dẹp cái đống đó, đó là cũng 3 tiếng đồng hồ các bạn. Ổng kêu xuống á, ổng kêu xuống mà ổng kêu cũng không được đó, bị mình hết nước, mình phải liệng luôn cái chai nước lên đó là tại vì cầm xuống không nổi, nó cầm xuống thì mình té là sao. Mình đi đó đó, cái đường cái dốc đó là nó 60 độ, từ đây lên đó là 60 độ, thành ra từ trên đó mình tụt xuống dưới, mình cắt lần xuống dưới này. Bây giờ leo ngược trở lên đó thì nó đứt hơi, tại vì không có nước đó. Cho nên hôm qua thì mình úp ngực, tôi úp mặt vô vách rồi tôi bò đi xuống. Không hỏi làm gì hết thì bò chứ làm gì. Vậy mà cũng hỏi thấy gì mà không biết, rồi cũng hỏi mình, hỏi dừng lân với mình chứ. Đó, mấy cây cà đó trồng cái lớn rồi mà cái bẻ nó ăn riết mà. Mình có ăn được cái nào đâu, chỉ có được mấy cái cà bi thôi. Thì ở đây thì vườn này ngon hơn, cho nên nó ra vườn này nó ăn. Đó, hôm rày mình tưới nhiều đó. Là cây măng cây nó tốt mà nó có vẻ nó lên măng trở lại nữa bạn. Thì này lên măng là mình cắt mình ăn ha, mình tỉa nhánh bớt mình cắt mình ăn à. Anh làm mấy cái bồn thanh long trước nhà cho mình á, là nó có mấy cái bệ đá, mấy cái prism á, mấy cái block mà anh làm anh đổ xi măng nặng để làm giống như kiểu như retaining wall, tức là cái vách tường giữ đất á với bạn, để có chỗ mình ngồi này nọ, hoặc là có mấy cái bồn bông cái mình làm đó, là cái mình xin muốn ngồi mình chụp hình đồ này nọ đó, cái kiểu cái đó công viên đó đó, đại khái là anh làm cho mình. Thì mình đi cái chỗ này là mình hay ngồi lắm, ở ngay chỗ cái trụ thanh long nó ngã đó, mình rất là thích cái trụ này. Trước là nó nhiều trái lắm đó, ảnh làm biến, anh không muốn không có đủ phụ tùng để mà ảnh lấy lên mà một cái trụ vậy đó, là nó cần 4 cây mà mỗi, tức là 80 đồng một cây đó. Mình nói ảnh giờ ảnh chán quá rồi, ảnh tính là ảnh sẽ làm đổ những cái trụ xi măng một khúc dưới thôi, phía trên này thì mình làm bằng cái dàn bằng cây đó. Thì những cái đó là những cái giống như những cái trụ, thay vì muốn làm tròn thì tròn, mà vuông thì vuông mấy bạn đó. Ảnh thì ảnh thì thích làm tròn, mà mình nói thật sự ra là cái tròn nó cực công lắm, tại vì mình có thể là mình làm những cái khuôn gỗ rồi cái mình mở ra mở vào được á, rồi mình làm những cái giống như những cái mô, những cái khuôn mà của cylinder nó tròn tròn đó bạn, rồi mình để đó, mình kéo dài ra, mình nối tiếp lại cái dài, nó dài dài, nó có từng mắt cũng không sao, giống như là mình làm nó gợn gợn vậy đó. Thì cái để thanh long nó bám vào được, thanh long rất là thích xi măng như thế mà đó. Thì ảnh dự định ảnh sẽ làm vậy đó, nhưng mà mình nói thì bây giờ đó mình không có cần phải nhất thiết nó phải đặt ruột là bằng hoàn toàn nó bằng đó thôi. Ảnh có thể là đổ làm cái hình vuông, anh đóng bằng cái khuôn gỗ nó tiện hơn đó, mình lấy vào được cái khuôn đó đó, rồi ở trong chính giữa những cái khuôn gỗ cái xi măng đó đó là nó sẽ là rỗng ruột nữa bạn. Mình làm được cái mình sắp lớp cái cây sậy ở trong đó, nó nằm ở trong để cho nó chứa cho nó nhẹ chút vậy đó, nó có một cái phần xi măng để nó bảo vệ cái nó cho cái trụ thanh long nó bám thôi đó. Thì mình làm tính làm theo kiểu đó đó, để anh nói cái đó cũng là cái good idea đó. Ra giờ là ta đi cắt sậy rồi này kia, mình nó thì mình muốn dọn dẹp cái khu này nè, phía trước nhà này nè, thì nó nhỏ, cái khoảnh này nó nhỏ mà mình tưới nó dễ, chứ còn để cho giao cho anh tưới là cây gì chết cây đó đó, mình nói với bạn nghe đó. Hôm qua anh làm thì nó mệt, anh làm thì anh chi ương mấy cái cây ổi của anh thôi, anh sang chậu đó. Rồi cái anh nói chứ tối nay đó anh không có vô phòng anh ngủ đâu, nằm ngoài này ở ngoài cái cửa ở ngoài bếp đây nè, anh ông trải cái tấm sleeping bag đó, ông nằm nó để cho có gió nhằm trời xuân mà không có gió nó nóng. Nhưng mà đó
được có cái là mình tưới vườn sau nhiều cho nên nó sau nó mát đó. Thì phía bên chỗ nhà bị đó anh trồng mấy cái cây ô liu của ổng nó che mát rồi, che gió rồi, nó không có. Còn bên nhà mình nó còn trống cái khúc đó đó, nhưng mà buổi chiều thì nó nóng lắm, buổi tối thì nó mát. Ông chui vô phòng ngủ nào mình cũng hay nữa, nhưng mà nóng quá, nóng khi mà nó không biết là sao đó, nhiều khi ảnh ăn cái gì nó dính rồi ảnh cứ không có thay đồ. Mình nó đi ngủ là mình thay bộ đồ ngủ, mình nhảy tóc lên mình nằm mình ngủ. À, tối hôm qua là mình trở mình ha, trở đầu chứ không phải trở mình. Đó, nó tiếng nó cắn đau bực mình quá, quay qua cũng có thể là mình để mấy sợi dây điện thoại mình sạc đó, rồi nó bò lên đó. Nó nắng thì trời hè thì nó hay bò vô nhà lắm mấy bạn, nó cũng có những kẽ hở này kia. Chị Lan chỉ kêu mình bỏ muối ấp sinh đó, chị ơi bỏ muối ấp sinh nó ra vô nó mục mục nhà nha đó. Nhưng mà mình có thể bỏ cũng muối, thay vì muối thì bỏ cái baking soda đó bạn, nó cũng đi đó. Hay là mình trồng cái min á, min tức là cái loại húng lũi nó bạc hà đó, cây bạc hà đó đó, thì nó cũng không có vào nhà mình đó. Thì là mình đương ương mấy cái cây đó ra, mình cũng có một số, mình rất là thích ăn cái cây min đó đó, chứ còn húng cây thì mình không ăn, mình ăn húng lũi thôi đó. Mà do là năm rồi nó bưởng bận không có tưới nó nhiều, thành ra nó chết rồi. Bây giờ mình tưới lại ở chỗ cái cây lavender, cho chỗ đóng cào của mình, nó giờ nó lên trở lại rồi thì cũng đỡ đỡ rồi, mình cũng sẽ chăm nó. Mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái vườn trước mình có được mấy cây hoa thì mình cứ tưới đi tưới lại nó, để cho em nó sống qua cái mùa hè đi, thì là nó vững cái gốc rồi, thì là tháng năm thì cây nó sẽ tốt hơn. Cái chậu treo của mình cũng còn có đó, mình cũng hòa tiện chỗ ha. Mình tưới lên cho nó, tưới cây thông cho nó mát cây thông đó. Để kể lại rồi, tối nay mình bị trời giáng luôn, nó kể cho mấy bạn nghe. Sáng ra thằng cu con nó là chạy tót đi mất rồi, bởi vì là làm một chuyện tổng trời mà trời ơi, mình tức cường chết rồi, mình la làng luôn đó. Cái tàu cổng ngủ là ông trời, ông đạp dưới đây, ông dành giường dưới lắm, ông nằm mình ngủ có 1/4 cái giường thôi, là mình co rút là như con mình cái thói quen mình ngủ là mình nằm thẳng cẳng tay chân thẳng là hai cái tay mình đưa lên đầu hàng vô điều kiện đó. Đó là cái thói quen của mình ngủ vậy, nhưng mà mình đắp cái tấm ra cái giường trắng của mình á là đắp luôn đó, cái mặt luôn, mình che kín mít cái mặt là không thấy mình đâu đó đó. Nhưng mà mùa đông thì mình trùm cái mền, còn mùa hè thì mình trùm cái tấm ra cái giường. Cái đương nằm ngủ ngon là đương ngủ sai lắm, mà cũng mệt cũng khuya rồi, chắc cũng 2 giờ rồi ông mới vô, mình nghĩ vậy. Trời ơi, tự nhiên đó là ở trên trời, trời ơi, cái chân cái giò của ông trời đó là ông dở lên trên cao, ông để xuống cái bóp ngay cái mặt của mình, mấy bạn. Trời ơi, nó đau điếng luôn hết, tức quá, mà la hỏi chứ trời ơi, cái gì vậy? Đó, là ông rút chung game, ông không có trả lời một tiếng đó, là ông không có ngờ là mình trở đầu, đi vô đi ngủ mà con vợ trở đầu cũng không biết nữa. Là ông dẹp ông cái gì mà mấy cái iPad điện thoại mình trong giường á, là ông chòi cái tay ông quơ nữa là nó rớt xuống đất, nó rớt rồi trơn á nè, thành ra nó cứ bể hoài là vậy đó. Ê, mình á thì cái cây này giờ cái máy của mình thận trọng hơn, tại vì nó có hồ sơ đồ để mình bill khách hàng rồi này nọ đó, cho nên á mình mới kẹp vô cái đó cái tay quay luôn, thành ra nó không bể hên quá không bể đó. Rồi cái sáng ra thời vậy là ông thần của mình là ổng đi lu tuốt luôn xuống cái suối, ông làm việc rồi thì ông giận quá, ông sợ mình giận, ông đụng mà tình cát luôn một cái chân, để chân ông nặng lắm, tay chân ông mạnh lắm mấy bạn. Ông dở lên cái ông chắc nằm mơ thấy ông quỷ ma gì được, ông không biết, dở lên cái để ngay bóp ngay cái lỗ mũi mình, trời ơi, nó đau đớn đau tức tình chết luôn. Là mình thức dậy luôn, mình đi vô mình rửa mặt rửa mày mà nó tỉnh ngủ mà nó đau quá rồi, thôi cũng có coi chút xíu YouTube của mấy em, coi YouTube của em đi coi lại. Nhưng mà mình coi xong mấy lần đó, 3 lần đó rồi mình mới comment, mới trả lời mấy em, cảm ơn mấy em đã tới ủng hộ mình. Thì mình thực sự cuộc sống đời thường á, mình trồng hoa cỏ trồng hoa đó thì cũng tương đối là nó cũng được rồi, không có thành công lắm nhưng mà cũng tạm tạm có một chút hoa để mình ngắm chơi vậy đó. Đó, còn vụ kiếm tiền thì thực chất thì mình cũng không có cần gì kiếm tiền. Với bạn mình có nói rồi đó, là 30 năm trước đó là mình mua một cái số lượng stock lớn của Apple đó, lúc mới ra IPO đó, là mua rồi mình để đó thôi chứ còn cũng có làm gì đâu. Rồi mình mua thằng Qualcomm đó, nó bây giờ nó bán cho cái công ty tên là Upgo, là AVGO đó, Upgo Technology. Cái đó là của anh đó, anh Hock Thanh á, ảnh là người Tàu, mà người Tàu gốc Mã Lai mà anh ở Singapore, công ty ở Singapore. Rồi ảnh headquarter, khi mà ảnh mua thằng Qualcomm đó, ảnh cái công ty headquarter ảnh vẫn ở Singapore mấy bạn.
Nhưng mà ông Trump nó bắt buộc có là những cái hãng mà khi mà bạn làm, bạn muốn có những cái công tác cái quốc phòng đó, bạn phải là người Mỹ và bạn cái hãng của bạn ở Mỹ để support cho người Mỹ. Đó là Great America của ông Trump, của cựu tổng thống Trump là như vậy đó. Đó là một cái đất nước giàu mạnh. Ai bạn bạn là một cái người nước nào bạn cũng muốn cho đất nước của bạn giàu mạnh không, thì ổng cũng vậy thôi. Ổng cũng là một quân nhân, ổng cũng là một người rất là yêu nước của ổng đó. Nước của ổng thì là nước Mỹ, còn nước mình thì cũng Mỹ vậy, mà mình là America Tho, tức là tôi là người Mỹ Tho đấy. Mình không phải người Mỹ Tho, mình kẹo vậy thôi. Hồi đó xưa mình nói á, mình nói chứ mình cũng cốc tay á. À, mình cốc tay đó, ai nghe cũng tưởng thiệt là mình hay giỡn lắm. Mình hay giỡn lắm, cái mình hay Tây đó, mình nói là không phải nói là Tây Nguyên, nhưng mà Tây Ninh. Thì đúng là mình cũng có cái gốc gác Tây Ninh, bên mẹ mình á, bên ngoại mình á là cũng có gác bên Tòa Thánh Cao Đài đó. Nhưng mà trong dòng họ chỉ có một người theo đạo Cao Đài thôi, theo là một cái người con Úc vậy đó bạn, là nuôi cái dòng đó thôi, chứ là cũng xa. Mình nghĩ tới là ông cố ông sơ mình vậy đó, thì cũng là một chức sắc Cao Đài lớn lắm rồi. Thế nhưng mà mẹ mình thì được đi lên thánh thất, cho mẹ mình được đi lên luôn tới mà đi mấy chính bậc leo la lên tuốt bên trên đó, còn mình không được, mình không có đạo đó là không cho mình vô đó. Mình chỉ đứng ngoài mình ngó thôi, mình đứng nghe cái lén lén kinh có nó đọc cái câu gì nghe được thì mình lụm vậy đó. Đó, hồi nãy mình mới ghi một mớ cái sách lên ở ngoài kia đó. Đó, rồi mình sang đá thì đây mình ghi một mớ nè, trong mốt là nó to to ra mình đứng ra mình trồng về cái chỗ nó cần đi. Chiều ngày hôm qua đó mình hái được cái mớ cái từng ghi nhánh hồng này mà cái cây nhỏ nhỏ này nè. Đó, rồi mình cắt lá mình bỏ đây để mình làm phân. Rồi cái nhánh thì mình gom trong đó để chiều nay mình ươm, một hai ngày mình ươm, mình có rảnh như nào thì mình ươm về đó. Từ cái góc độ này nhìn sang đây thì không có thấy cái cây này nó đẹp, cái bên kia thì nó còn khô quá. Đây nó ra cái hoa này mấy bạn đó. Đó, mình nói tới cái bông này, Palovokibe nó cũng nở mấy cái đây. Ở bên đây nó cũng có anh chùm nữa nó ra này. Đó mà nó chưa có bắt ra lại, đương có hoa và cái ảnh giật lên ảnh bứng đi mà. Bứng đi mà để cả tháng không trồng xuống bằng một tức chết luôn. Đó là cái cây đó nó ở nằm ở đó đã cả năm nay rồi, nó nhỏ hồi chỉ chứ cho mình nó nhỏ lắm. Rồi sau bao ngày đó là mình dưỡng nó lên, nó ra cái thằng rất là đẹp. Tự nhiên cái bứng đi ra đây rồi không trồng xuống. Rồi nói lắm rồi đó mới trồng được cái, rồi mấy cây kia cũng nhổ lên rồi cũng còn để đó đó. Rồi để mình nói với mình không nói là nó sẽ chết nữa cho mấy bạn xem. Mình rành ảnh đánh đồng. Đó, nhờ hai ổng làm gì được, ổng làm không được thì thôi, thì mình tự mình đi trồng, mình cũng không có nói gì hết nè. Mỗi người tự ý thức công việc của mình làm thôi. Các bạn thân, hồi sáng này mình đem được, mình cắt được 2, 4, 6, 8, 10 cây Hennenchip này nè, mình trồng ở đây đó. Cái này nó như là cái đó sen, cái đó bông hồng mà nó màu xanh như vậy, nó ấy nè. Hoa thì ròn ròn thôi, cũng không có đẹp lắm thôi, nhưng mà nó đẹp, có cái lá nó đẹp đó. Rồi mình chơi thì mình chơi lá thôi, thì mình đem mình cắt ra mình ươm đây đó, là nó giống như một cái loại cái hàng rào nó thấp vậy đó. Đó, thay vì dùng cái chết thì cái hoa chết thì nó thơm hơn. Đó, mấy cái bông hồng của mình thì lên hết rồi. Mình làm nói chuyện với bạn, miệng thì mình nói chuyện, con mắt thì mình nhìn. Cái ha, mình kẹp cái vòi nước này đó hai bên cái đầu gối của mình. đó rồi mình ria nó vậy, mình cứ lắc qua lắc lại vậy nè cho nó không có nước nhiều một chỗ, trong từ từ nó thấm đó. Đó, mấy cái cây mà đương chỉa vào đó, đương tưới đó, là nó là cái loại Fulilan, cái hoa màu tím mà nó to to như cánh bướm như vậy. Nó dễ lắm, mình nó là mình lấy cái cắt cái đọt bông đó đây nè, giờ dưới gốc rồi nó lên, nó mình cắm xuống nó lên, nó rồi hôm qua mình cắt lại cho nó ngắn thì nó dễ lên hơn. Để mình chích coi, mình dương cành, mình chích coi chích nhánh vậy đó. Bây giờ chứ mình không có đi mua, mình mua đó, thứ nhất là nó mắc, mà về nó có một cây mình phải mua nhiều, phải tốn tiền nhiều. Mà thì giờ mình vui chơi ở đây chừng khoảng 10 năm nữa thôi, mình nghĩ vậy đó. Cái sức khỏe mình chỉ bao nhiêu đó thôi, rồi nó đã quá cái tầm tay giới của mình rồi, mình cũng không có mong cái gì hơn. Để mà mình cảm ơn các em đã chúc mình để sớm được thành công. Mình cười cái điệu cười bao tử, tức là mình đói thì mình phải ăn á, ăn xong rồi
mình đi làm vườn tiếp tục, chứ còn mình không có ngủ đâu. Mình vô nhà đó là nó mệt lắm, mấy bà ngủ mà ngủ ngày, nó nắng cái mình cuối tuần mình cũng làm, mình rất là thích làm chuyện ngoài vườn. Nếu mà ở đây mà có được cái võng mà nó văng giữa hay mấy cái gốc cây thông này nha mấy bạn, là trời ơi ngủ đã đời đã điếu ngoài này, nó ngủ không có cắn, tại gió dữ lắm, gió rồi mà gió mát nữa đó. Trong nhà thì giờ nó nóng hơn, tại mình nó mình không có dặn máy lạnh được, máy lạnh nó làm cho mình bị lên cơn mình xỉn, mà nó kéo đường cò, nó kéo riết mà nó mệt, mình thở không được. Cái tim á thì nó to cho nên nó thở không được á, thì là nó ngủm. Đó lý do tại sao mình không xài máy lạnh, chứ không phải mình hạ tiện tiền đâu. Không phải là thiếu gì tiền, tiền thì nó cho dù mình không cần nhưng mà cũng có nhiều người cần, nhưng mà mình chưa có lấy tiền ra được. Chứ không phải là mình làm cái gì mình đã hứa cái gì rồi, là mình phải làm cho bằng được mới được, là cái tính mình là như vậy đó. Ở đây đó ha, cái cây hồng của mình nó lên được cái bông màu đỏ, cũng có thiên để lên được cái nhánh con cái kéo này nè, ngay dưới gốc này đó. Thì mình ráng mình ươm thêm một mớ cái hồng màu này nè, cái hồng này hồng nhung đó, mà cái cánh nó là double cây trò đó. Nó lên nó chịu khó, nó lên nữa chuyên ra bông ra quanh năm nữa bạn. Cái cắt là nó ra, mà cho dù mình không cắt á, cái nhánh nó cũng không có xấu đó. Rồi mình làm á, ngày hôm qua á, mình làm á thì mình thẳng ở trong cái bụi này á, cho nên nó hôm qua mình cắt mấy cái cây này nè. Cái cây này á, nó giống như là nhưng hôm qua mình không có cây kéo để mình cắt mấy cái nhánh khô để mình bỏ, mình rửa cho nó sạch đó. Mình bỏ mấy cánh con ra gốc mẹ nó, mình viêm lên này, rồi thì mà nó có rễ rồi mình sẽ bứng đi chỗ khác. Chỗ này mình trồng hồng đó. Mình làm gì cũng có chủ ý hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi đó ý mình vậy nhưng mà ông trời ông không muốn cho thì ông cũng lấy đi hoàn toàn. ông sai mấy em thỏ, mấy em thóc còn lại đi ngang đi qua đi lại thôi đó, nó quẹt cái giò nó cái là nó cũng đứt cái đoạn của cây của mình, không lên được là không lên được mấy bạn. Thì mình chỉ có vui chơi, giờ là mình chỉ chơi vườn trước thôi, chứ vườn sau thì mình chỉ trồng ít rau thơm rồi này nọ thôi, chứ trồng bầu bí mướp gì mình rất là thích ăn Việt Nam, nhưng mà trồng đó bạn, trồng tốn công nhiều với bạn, nhưng mà ăn không được thì tôi cũng tức thêm nữa, thôi tức chết tôi vậy thôi, thà tôi không trồng tôi không tức đó. Thì mình trồng cái bông, trồng hoa, nhưng mà cái hoa gì mà nó không ăn được á, những cái succulent mình này nè đó, những cái cây Fuyland hay là những cây Hennensis này với sen bắp cải đó, cái cây cabbage succulent đó, là khi mà em ăn thì em chết, cho nên mấy em biết mấy em không ăn đó. Đó là lý do tại sao mình đi đọc sách là vậy đó, thấy cái cây gì mấy ông không ăn thì mình trồng, và cây gì anh ăn thì tôi không trồng, tôi ra chợ tôi mua nó rẻ hơn, và tôi khỏi tức ai, mình giận hờn chi cho nó mệt cái thân mình đó. Ở đây thì mình tưới cây, mình dọn chỗ để cho mình có chỗ mình trồng mấy cái bông hồng của mình. Mình tưới cho mình thì cho nó mau thành đất. Cái đây là mình rất là thiếu đất đó ạ. Mình nói con người ta là có đất, có trời, có nước này ạ ha. Thì nó mới sống được, nó mới là cái nguồn sống mà mình hiện giờ mình vẫn còn tưới nước rồi đó. Còn ảnh đi xuống dưới suối, ảnh clean sậy, ảnh chặt sậy để anh sửa lại cái ống nước mà cái hệ thống bơm của cái thiên nhiên đó, là cái là quality set là nó dùng cái sức đẩy của nước đó, rồi nó đẩy lên trên 150 feet từ nhà mình, nó cách dưới suối chừng khoảng 170 feet thôi đó, còn lên trên cái mặt đường là 150 feet nữa nè, 150 tới 200 feet luôn. Cho nên mình sẽ tận dụng những cái tài nguyên nước đó, có trời cho vậy mà tại sao mình phải bỏ tiền ra mình mua đó, là mình không có biết tận dụng cái đầu óc của mình. Cái đầu óc engineer của anh Lê kìa. Còn mình thì cũng học engineer vậy, nhưng mà nhiều ngành lắm mà mình cũng chưa ra trường. Mình học computer science nè, mình học cái sư hóa học nè, rồi cơ khí nè, cái gì mình cũng học hết. Rồi tới cái nghề luyện kim của anh thứ 8 mình cũng học luôn. Đó, cho nên đó là có mấy em thợ hàng rồi này nó đó, thì mình cũng đi theo mình học, tại vì cũng không có cái nghề nào nó dở hết mấy bạn. Có con người dở thôi, chứ còn không có nghề nào mà nó cho mình ta nói gì đó. Ti tiện cái nghề đó, không có ti tiện, mà cái con người nó ti tiện thì có. Đó, mình nói vậy đó. Đó, mấy cái cây hoa con này của mình, cái sắc của linh này nè, nó là hoa cúc một cúc tím đậm, rất là đẹp đó. Nhưng mà nó mọc, bạn coi cho nó mọc vô trật tự đó, mình chưa có thời giờ để mình lễ nó hết ra cái chỗ đó, mình làm lại. Cái chỗ đó đâu phải chỗ của nó, mình cho nó mọc trên đường này thôi. Đường hàng ri này, chỗ hàng chủ mình tưới nước, mình mọc ở đó thì được, còn ở trong cái bồn bông của người ta, mình cứ đi ăn cá hoài.
ăn cá rồi cái lớn hình leo là bằng coi nó leo lên vậy đó, leo hỗn hào vậy đó, rồi nó đè luôn hết cái cây bắp chiên của mình luôn. Ở đây là nguyên cái hàng bắp chiên của mình đây nè. Ở đây á là không có ổng á thì là người ta sống ngon lành, còn mấy kia có ổng cái ổng là người ta chết hết đó. Đó mình nói ở đây mình cái bông cúc tím là cái loại mà anemone đó mấy bạn đó, nó mình có lấy được, mình có trồng đi, mình ươm trên bụi cùi màu trắng ở đây. Cái bụi này là của nó đây, là cái loại anemone là cái loại hoa cúc đó, đó mình nói đó, nó chỉ là che đất vậy thôi, nhưng mà chuột con này nọ nó nghe vậy đó, không có lợi cho rừng, cái bạn nó không có là lợi, nó ăn nó hôi như sao á. Và mình mới nghe thấy vậy đó, nghe khen là em không thích ăn, nó nói nhà chủ nói với mình, nó nói chứ trời ơi mẹ ơi tôi không có thích mà cái đó được, làm ơn đừng có trồng nha. Nó, cái gì con không thích thì mẹ trồng, chứ giờ mẹ trồng nó rồi mẹ ăn mà con cứ cút con ăn hoài, con ăn hỗn hào quá thì mẹ sao mẹ nín được, mẹ hiền mẹ tu mấy đi nữa mẹ cũng xin ông Phật nghĩ chút xíu vậy mẹ vợ con cái à, rồi mẹ tu tiếp. Anh Lê nghe nói anh nghe mình đi cùng điên vậy, anh còn cười dẹo mình đó chứ đó. Rồi cũng có mấy cái cây đó vậy thôi, có mấy cái bông quanh nông mình xoay với bạn đó là nó em nở quá chừng thú thương luôn đó, cho nó nở kìa. Rồi kìa nó mình để cách mình có 3 tấc mà coi nó bự hơn có bằng hình mình nữa, chỉ sợ chưa. Rồi thôi mình xin ngừng cái clip ở đây, chụp em nó tấm hình tặng cho chị Lan cho chị Tức chơi. Đó xuống đây ở với em là được ăn hưởng phi cái gì cũng phi hết, anh đã nói rồi đó, tiền bạc nó không có lại nhiêu, em chết em đâu có đem theo được đâu đó, đi chơi cho đã, ăn uống cho đã rồi mình sống sung sướng cả đời mình khỏe nha nha. Bye bye các bạn, bye nhé. Rồi chúc ngày mới yên lành, vui tươi hạnh phúc nha.